Khoa bớt có động thái gây tranh cãi dữ dội sau khi Vương Phạm làm loạn nhà hàng, nói thẳng một điều. Thông tin nhà hàng lậu của Khoa bớt ở Mỹ mới đây bị tạt sơn khiến dân tình liên tục bàn tán xôn xao trên các diễn đàn. Theo thông tin từ nam YouTuber quê Khánh Hòa, hình ảnh người lạ tạt sơn đã được toàn bộ camera an ninh nhà hàng ghi lại. Lợi dụng buổi tối vắng người, thanh niên này đã ném những túi sơn vào khu vực cửa và biển hiệu vì đối tượng đã bịt kín mặt mũi nên không thể nhận diện gương mặt. Sau khi đăng tải được vài tiếng, Khoa bớt đã để lại bình luận thông báo thêm về diễn biến vụ việc dưới đoạn clip. Anh cho biết đã gọi báo tới cảnh sát ngay sau đó, tuy nhiên câu trả lời khiến Khoa bớt càng thêm bức xúc. Mình có gọi cho public, cảnh sát tới rồi, trích xuất camera đưa biển số xe cho public xong nó phán câu xanh rường, mày tìm được nó báo tao, Khoa bớt viết. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên nhà hàng Khoa bớt gặp sự cố. Trước đó, vào khoảng tháng 11 năm 2022, trên trang Facebook cá nhân, Khoa bớt cũng đăng tải bài viết khá dài nói về việc nhà hàng của mình liên tục bị trộm cắp, phá hoại. Cụ thể, những đối tượng này đã lấy đi máy kéo chân trị giá khoảng 1 tỷ đồng, 13 camera trị giá 4.000 đô khoảng 115 triệu đồng đặt phía trong nhà hàng. Hay như lần trước, cơ ngơi 2-3 tỷ của Khoa bớt cũng bất đắc dĩ trở thành nơi trú ngụ cho những vị khách không mời mà tới. Nam YouTuber hụt hẫng khi thấy nhà hàng cửa đóng, then cài, rào kín im lìm như bỏ hoang, la liệt người vô gia cư đang nằm ngủ. Bị cả gian hại hết lần này tới lần khác, Khoa bớt đã bày tỏ sự bức xúc. Thực sự không biết là mình làm cái gì, dân ăn tức ở gì ở đây, bà con tới ăn, mình rất vui vẻ tiếp đón, muốn mang những bữa ăn chất lượng. Bên dưới bài đăng mới nhất của YouTuber quê Khánh Hòa, nhiều khán giả cũng đã để lại những bình luận an ủi, mong anh tiếp tục tập trung vào công việc nhà hàng. Song bên cạnh đó, một số cư dân mạng đặt dấu chấm hoài nghi, liệu đây có phải chiêu trò Khoa bớt dùng để quảng cáo nhà hàng lẩu? Không biết có diễn không, ai đời đâu tạc sơn lại dùng sơn nước vừa đắt vừa dễ dộn, người ta hay tạc sơn dầu kia vừa rẻ vừa khó vệ sinh. Từ ngày nổ ra trả lương nhân viên 20 tỷ một năm là thái Khoa bớt đi hơi xa rồi. Có tiền mở quán lẩu mà không có tiền thuê bảo vệ, nghe vô lý quá. Bức hình Vương Phạm check-in tại quán lẩu 2-3 tỷ của Khoa bớt đăng tải trong một hội nhóm mới đây đã nhận về hơn 3,5 nghìn lượt thích cùng nhiều bình luận rôm rã trên mạng xã hội. Theo đó, triệu phú đô la đã đưa bà xã cùng con gái đến ăn tại nhà hàng lẩu của Khoa bớt, đồng thời dành lời khen nước nở cho quán lẩu. Khoa bớt hot pot, ngon bổ rẻ, nhiều thịt, nhiều rau quá, ăn thoải mái mà giá lại bằng một tô phở đặc biệt với chén trứng tái. Đây là lần đầu tiên Vương Phạm và bà xã nhắc công khai về Khoa bớt trên mạng xã hội kể từ sau tin đồn cạch mặt vào đầu năm 2022. Trước đó, cả hai bên đã xóa thẳng tay ảnh chụp chung trên trang cá nhân, không ai đã động tới ai. Khi Khoa bớt khai trương nhà hàng, Vương Phạm tới chung vui, thậm chí còn bị fan bắt gặp làm phục vụ dọn dẹp ở quán, nhưng tuyệt nhiên cả hai anh em đều né tránh chạm mặt nhau hoặc đứng chung một khung hình. Cần gì dấu hiệu thêm nữa, cả hai bắt tay nhau làm hòa lại thật rồi. Nhìn thấy Vương Phạm tâm huyết trở lại với Khoa bớt thế này mà vui lây. Trước giờ tình bạn Khoa Vương vẫn vui vẻ vậy, cả hai bạn chơi rất chân thành nhiệt tình. Cả hai đều giàu rồi, ai đời còn lại dụng nhau như tin đồn. Được biết, Vương Phạm tên thật Phạm Đình Quốc Vương, sinh năm 1991, hiện đang kinh doanh trong lĩnh vực marketing và bất động sản. Năm 16 tuổi, anh theo gia đình sang Mỹ định cư, trải qua nhiều thăng trầm, Vương Phạm hiện đã gây dựng sự nghiệp vững chắc tại Mỹ, được cộng đồng người Việt trên khắp thế giới ưu ái đặt tên triệu phú đô la. Vương Phạm giờ đang sở hữu kênh YouTube có hơn 1,2 triệu người theo dõi. Ngoài việc chia sẻ cuộc sống hàng ngày và chuyện kinh doanh, Vương Phạm cũng thường xuyên xuất hiện cùng vợ của mình là Baranda Lam. Sau khi kết hôn, cả hai vợ chồng anh đã mua biệt thự hoành tráng lên tới cả triệu USD ở Mỹ. Ngoài ra, Vương Phạm còn có một nông trại lớn để trồng cây và nuôi động vật.